dạy bé đánh răng đúng cách. Xin chào các em, chị là bác sĩ Happy đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học dạy bé đánh răng đúng cách. Trong các em, chị biết rằng có những bạn đánh răng rất là giỏi đúng không nào? Đánh răng đúng cách rất quan trọng các em ạ. Các em có biết nếu đánh răng không đúng cách thì điều gì sẽ xảy ra không? Em hãy cùng xem trên video nhé. Có thấy vi khuẩn đang tàn phá răng của chúng ta hay không? Nhìn em răng khóc mà thấy thương quá. Giờ hãy cùng chị học đánh răng đúng cách nhé. Bước 1, cho kem đánh răng ra bàn chải giống như trên hình nào. Bước 2, các em sẽ làm sạch các mặt của răng. Đầu tiên là mặt ngoài. Em hãy chú ý chải theo hướng xoay tròn, hoặc là chải từ trên xuống dưới, hoặc từ dưới lên trên nhé. Chúng ta bắt đầu với hàm trên, từ bên phải sang bên trái, và xuống hàng dưới thì sẽ là bên trái sang bên phải nhé. Bây giờ chúng ta sẽ há thật to nhé. Cũng tương tự, chúng ta sẽ chải dọc xuống nào. Bàn chải chúng ta chỉ chải từ 2 đến 3 răng thôi nhé. Tiếp tục lặp lại với những răng còn lại nào. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với chải mặt nhai, sẽ làm sạch toàn bộ mặt nhai nhé. Em nhớ phải vệ sinh thật kỹ để bảo vệ hàm răng xinh đẹp của chúng ta nào. Nhớ đánh răng một ngày 2 lần, sáng và tối nhé.